Tại Việt Nam, bệnh sốt rét thường có tốc độ lây lan mạnh vào tầm tháng 4, tháng 5 và tháng 9, tháng 10, tức đầu và cuối mùa mưa. Ở miền Nam, bệnh sốt rét có quanh năm và phát triển nhiều vào mùa mưa. Sốt rét là một hội chứng bệnh gây ra bởi ký sinh trùng. Đây là căn bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất hiện nay, lây theo đường máu, truyền từ người bệnh sang người lành bởi muỗi Anopheles. Nếu không được điều trị kịp thời, người mắc bệnh sốt rét sẽ gặp nhiều biến chứng nguy hiểm. Để phòng chống bệnh sốt rét, người dân cần thực hiện các biện pháp sau: thường xuyên ngủ màn kể cả ban ngày, và màn cần được tẩm hóa chất diệt muỗi nếu ở vùng có dịch. Sử dụng một số biện pháp xua đuổi muỗi như dùng vợt muỗi, nhang đốt muỗi, thoa kem chống muỗi. Vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở, loại bỏ những nơi trú ẩn của muỗi, phát quang bụi rậm, sắp xếp vật dụng sinh hoạt trong gia đình ngăn nắp. Những người đi làm ở vùng rừng núi cần mang theo màn để ngủ, trước khi đi nên đến cơ sở y tế để được cấp thuốc uống. Khi thấy các triệu chứng của bệnh sốt rét như rét run, sốt nóng, sau đó vã mồ hôi hoặc cảm thấy ớn lạnh, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Người mắc bệnh sốt rét cần cách ly và điều trị đúng phác đồ, nếu không sẽ trở thành nguồn bệnh để lây sang người khác làm nhiều người mắc, gây nên dịch sốt rét.